In the last episode, ở tập cuối, chúng tôi đã nâng cấp hệ thống chuông cửa màn hình từ hệ thống 20 hoặc 25 năm tuổi này thành một VTO thế kỷ 21 hoàn toàn mới. 21st century VTO. Now, bạn nhớ rằng có một sợi cáp bí ẩn mà tôi đã tìm thấy, và đó chính là một sợi cáp UTB đi từ nhà ra bên ngoài. Và tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì đã đạt được điều này, đó chính là có thể nhìn thấy trên màn hình những gì đang diễn ra ở bên ngoài ngôi nhà của mình. Vì vậy, tôi đã ra ngoài để sửa cáp ở phía bên kia, và tất nhiên là cùng với tôi chính là chiếc BFM906 yêu thích. Nó cũng là một lời nhắc nhở với tôi về quy tắc bóng cáp RG45. Tất nhiên bạn không cần nó, nhưng thật tốt nếu có nó ở đó để đề phòng. Vì thế tôi cố định cáp và sau đó kiểm tra lại cáp vì cáp này đã khá là cũ. Tôi muốn đảm bảo rằng mọi thứ hoạt động tốt, nên tôi lại sử dụng BFM906 một lần nữa để chắc chắn rằng cáp không mặt hoàn toàn. Nếu cáp còn tốt và không bị hỏng hay điều gì tương tự, thì tôi sẽ bấm lại jack RG45 và thật may mắn mọi thứ đều ổn. Vì vậy, đã đến lúc lên thang và cùng cài đặt camera. Camera mà tôi lựa chọn là IBC5449, là camera full color 4 megapixel với AI, EPOE và cả pin full color tuyệt vời. Tôi muốn nhìn rõ những gì đang xảy ra ngay cả ngày lẫn đêm bằng màu sắc. Tất nhiên tôi sử dụng BFM906 để kiểm tra góc camera, đảm bảo rằng mọi thứ đang diễn ra theo cách tôi mong muốn. Và thế là xong, tôi đã cố định được camera, cố định các ốc vít và chúng sẵn sàng để cùng hoạt động. Vì là camera full color, nên bạn có thể thấy rằng nó hoạt động thực sự tuyệt vời vào buổi tối. Nhưng sau đó, tôi lại nghĩ đến nếu tôi đã có một dây cáp bên ngoài thì sẽ rất tuyệt nếu có thêm nhiều camera hơn nữa. Nhưng tôi chỉ có một sợi cáp, nên vị cứu tinh tuyệt vời lần này của tôi là BFT-1300. Bộ mở rộng nhỏ này là bộ mở rộng PoE, nhờ đó bạn có thể kết nối 3 camera. Và tôi có ở đây, bạn có thể kết nối 3 camera chỉ bằng một sợi dây, vì thế bạn kết nối switch với nó rồi đến camera ngay bên cạnh. Và bạn có một đầu ra cho camera tiếp theo. Nó có một thanh ray khá tiện dụng, nhưng điều tuyệt vời nhất là nó có thể đặt vừa vặn và đẹp mắt bên trong các hộp nối của chúng tôi, vì chúng được thiết kế để đặt nó vào bên trong. Vì thế chúng tôi có một vị trí nhỏ mà bạn có thể đặt ngay vào trong đó. Nó phù hợp để bạn có thể kết nối mọi thứ. Đó là một sự lắp đặt đẹp và gọn gàng mà tất cả chúng ta đều thích. Vì vậy, đó chính xác là những gì tôi đã làm. Tôi đã kết nối camera 5449 và sau đó tôi kết nối cáp cho camera tiếp theo. Bây giờ là lúc kết nối nó với switch mà bạn có cổng 2 PoE màu cam. Mọi thứ đều hoạt động tốt đẹp. Chúng ta sắp xếp thời gian để kết nối camera tiếp theo. Camera tiếp theo tôi chọn là cam TIOC. Và tại sao chúng ta gọi nó là camera 3-in-1 hay là TIOC? Bởi vì nó có mọi thứ bạn cần trong một thiết bị. Bạn có tính năng phòng vệ chủ động với đèn chớp xanh và đỏ. Nó cũng có đèn LED trắng vì nó là camera full color. Vì thế bạn cũng có thể chuyển dùng đèn LED trắng mà vẫn có hình ảnh màu vào ngay cả ban đêm. Nó cũng có loa rất lớn để bạn có thể nói chuyện bằng điện thoại của mình. Bạn có thể răn đe ai đó với còi báo động. Vì vậy, tôi đã kết nối camera này và bạn thấy rằng chúng ta có BFT-1300 ở đây. Chúng ta đã có một chuỗi nhỏ với camera BFT-1300 đầu tiên và một cái khác. Và sau đó chúng ta lại có 3 camera. Mọi thứ được kết nối tốt và camera đã sẵn sàng để hoạt động. Cũng báo báo động bạn có thể đặt thành bất kỳ điều gì mà bạn thích. Bất kỳ tin nhắn được ghi âm trước mà chúng tôi có trong thiết bị mà bạn đang giám sát. Nhưng bạn có thể tự ghi âm lại bằng âm báo tin nhắn hoặc bất kỳ điều gì mà bạn muốn, có thể tốt đẹp hoặc không. Huevo, huevo, spaghetti, ado.
Trong môi trường tối thì camera vẫn hoạt động bình thường với đèn LED để giúp chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả những gì vào ban đêm, và bạn có thể thu được những hình ảnh đẹp và rõ nét. And you get a nice and clear image day and night. Now, a third camera. Bây giờ camera thứ ba mà tôi chọn theo sở thích cá nhân của tôi là dòng Eureka mới BF1241 mà tôi thực sự yêu mến. Tôi đặt nó ở phía sau và kết nối rất dễ dàng. Và chúng tôi có ba camera chỉ với một sợi dây từ ngôi nhà. Và camera này cho bạn một hình ảnh có màu và một hình ảnh nhiệt. Vì vậy, bạn có thể thấy ngay cả khi ai đó đang trốn trong bụi cây như bạn đã thấy trong các video trước. Và bạn cũng có khả năng phòng vệ chủ động. Bạn có phân tích AI, tất cả trong một thiết bị với giá phải chăng. Bạn có một thiết bị nhiệt mà bất kỳ ai cũng có thể lắp đặt. Chúng ta đã nâng cấp giải pháp chuông cửa có hình và sau đó đã thêm một số camera để bây giờ mọi thứ có thể được xem từ màn hình và có thể được xem trên ứng dụng và NVR. Tôi đoán chúng ta có thể gọi là ngôi nhà an toàn và bạn muốn danh sách các camera và thiết bị đã dùng. Tất nhiên rồi, nhìn bên dưới trong video phần mô tả, bạn có thể có liên kết đến tất cả các thiết bị ở đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Thank you for joining today. Dahoo Technology, giải pháp an ninh toàn diện.